Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Monster quái vật. Đây, và hang động của quái vật của mình cho các bạn xem đây. Wow, cái gì? 50 game? What? Oh my god, ngon các bạn ơi. Advent hiện tại khá là ngon cơm luôn đây. Không thể tin được. Đây, các bạn có thể kiếm lên đến 50 game khi mà xem video. Rất là tuyệt vời luôn. Mình hồi sáng mình đã xem được khoảng mười mấy video đấy. Ơ quên, để mình xem cái Advent này nó kêu làm cái gì. Và anh em chú ý nha, anh em nào đang trong clan vui lòng chú ý vào cái vấn đề này, là anh em phải tích cực hoạt động nha. Thời gian này là cái thời gian gọi là rất là gây cấn luôn. Hiện tại clan của chúng ta ở cần đi thu hoạch vàng các bạn ơi, bay đi thu hoạch liền luôn. Thu hoạch liền và ngay lập tức luôn. Ok, tranh thủ kiếm điểm lẹ lẹ để mấy anh em trong clan giành điểm với mình. Mấy anh em nhanh lắm. Cái gì không phải nói chứ, mấy anh em trong clan mình là tốc độ kinh khủng lắm. Quần qua quần lại làm hết nhiệm vụ luôn. Leo lên lúc cấy trên cao bỏ HNT lạc đẹp ở phía dưới ấy. Rất là tài. Và bây giờ để mình bay vào mình xem. Wow, được 6 thành viên rồi. Vô kêu gọi luôn. Anh em ơi, thu hoạch vàng nào. Vàng, ok. Là và anh em nào có đang có cái con này, đề nghị là hãy cho HNT luôn. HNT đang gọi là thiếu cái con này. Đề nghị 500 anh em. Đâu mất tiêu hết trơn rồi. Wow, còn cái con này là mình HNT đón nó rất là mạnh luôn đây. Con này là con hoàng tử ếch các bạn. Hoàng tử ếch có sức chiến đấu rất là bá đạo, không phải dạng vừa đâu nha các bạn. Oh wow. Wow. Hiện tại anh em chúng ta đang ở lap 6 luôn các bạn à. Tốc độ di chuyển của anh em quá là kinh khủng. Team đứng nhất đang ở lap 9, mình chúng ta đang ở lap 6. Wow, anh em cày điểm ghê quá. Biết lắm mà. Bởi vì có HNT là chậm chạp thôi. Thầy ơi, HNT là cùi bóp nhất tem. Khổ. Là mình làm nhiệm vụ không kịp với anh em luôn. Anh em làm nhanh quá. Và hiện tại đang ok, còn mấy điểm nữa cho các thành viên đi. 87k vàng. Một con số không hề nhẹ luôn. Ủa, 870k chứ. Rồi 870.000. Mình hốt được nhiêu hay nhiêu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi quậy nha các bạn. Để xem nào. Ồ, đang có cái cuộc đấu clan. Ở đang đấu world. Và anh em đang trong clan thì hãy đấu world nha. Kiếm điểm về để anh em chúng ta có thể mua được cái con cấp L rất là mạnh ở trong cái shop world này. Wow, xem nào. Là dù các bạn đánh thắng hay thua gì cũng phải mà nhảy vô mà chiến đấu khô máu hết nha, đừng có là nương nhẹ với team bạn. Quýnh mà không có điểm nào luôn đây nè. Sao kỳ vậy nhỉ, hơi quất luôn, quýnh không có điểm cũng quất nữa. Yeah. Con này của chúng ta có thể giành được chiến thắng, quýnh là cứ việc quýnh thôi. Tấn công nào siêu trâu. Mày hả bởi một em lên đường. Yeah. Con ma mút này ma mút xương. Ma mút này yếu xìu à. Ma mút này nó thiếu chất dinh dưỡng. Nó ăn đồ ăn nó bị thiếu chất dinh dưỡng. Cho nên nó còn có bộ xương không rồi các bạn ơi. Siêu trâu tấn công. Wow. Oh my god, nó chơi tuyệt chiêu cơ. Lần đầu tiên HNT thấy tuyệt chiêu của con ma mút luôn các bạn ơi. Quá là hổ báo luôn. Mày hả bởi không có mít lần thứ hai đâu nha bé. Ồ, nó tăng giáp lên luôn cơ. Bớt giỡn nào cậu bé. Oh yeah, quá tuyệt vời.
mặc dù nó lên giáp thì lên, nhưng mà HNT đập là phải lên hết. Wow, 163 ngàn vàng luôn à. Ồ, mình đánh được một trận rồi. Rồi xong, chờ cái con của mình hồi sinh là chúng ta sẽ đi đánh tiếp được. Còn bây giờ thì mình có thể nâng cái con trâu này lên không nhỉ? Ôi, cái nhà hả ta? 22m5. Cái nhà của cô gái 1m52 này mình mình ráng mình nâng cho cái con quái của mình lên mới được. Oh yeah. Wow. Cái này không biết bao lâu sẽ xong đây, khoảng 18 tiếng nè. Là chúng ta có thể nâng cấp cho cái con quái vật xanh của mình. Con quái vật xanh của mình nó lên level là nó ngon cơm luôn đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu nha các bạn. Tiếp tục cái cuộc hành trình mở cửa của Tem. Tới cửa thứ 19 rồi. Xem nào, cuộc chiến xin được phép bắt đầu luôn. Wow. Ồ, đội bóng ở đâu đây? Giờ này còn World Cup à? À, dường như mình nghe giang hồ đồn là tới chủ nhật mới hết World Cup. Và dường như là tụi nó đang quýnh cái con trâu của mình tê tu tê tả. Coi cái con quái thú của mình các bạn ơi. Mày hả bởi? Ba con này mà sát thương nó lên tới 10.000 luôn, ai mà chịu cho nổi đây. Quất ba con còn một lúc xem. Ôi cái gì đâu, máu của cái con quái mình nó trừ kinh khủng thế. Oh my god, cái tình hình này nó hơi căng thẳng chút xíu đây. Quất ba em cùng một lúc tiếp luôn. Để yếm bùa cho nó dính độc các bạn ơi, trừ 40% đam. Thôi ơi, bộ trừ 40 rồi nó vẫn còn 2.000, căng thế. Ô nó đè nó quýnh con quái vật của mình hoài luôn kìa. Mày hả bưởi, một em lên đường. Đẩy em này luôn. Yeah, vậy là xong. Hai con đá banh cầu thủ bóng đá hả, quýnh cho thành cầu thủ bại sụi luôn. Xúc nào. Ok, con búp bê chúng ta đã hạ gục được thành công. Cái dây con nữa hả? Ôi sai rồi, cái này sai rồi nè. Cái này sai rồi. Chết cô gái 1m52 rồi. Trời ơi, 541 luôn, cái gì nè. Không thể tin được. Chúng ta đang bị hành hạ khá là ghê gớm luôn các bạn ơi. Đấy là mình đè mình đập bớt một đứa đi. Mình tăng được cái giáp lên. Ây da, quái thú hồi sinh máu nào. Trùng sinh tướng hồi sinh máu đủ các kiểu luôn mới được. Trời ơi, cộng thì có ngàn mấy vậy anh hai. Oh my god, nó cộng máu kiểu này chắc chết sớm quá. Sao máu nó bèo thế không biết. Bây giờ cho nó uống thuốc kích thích vô cho nó lên máu mới được. 7.000 mấy lên phát nữa lên được 8.000 mấy à. Cái vụ này nó cũng hơi căng chút xíu nhưng mà ráng thôi. Ồ, cộng lên được 4.000 luôn, mừng quá. Chứ có miếng máu để người ta quýnh tắt thở là chết luôn. Oh my god, nó xuống rồi. Căng quá các bạn ơi. Nguy hiểm chết thôi. Thôi ơi, tình hình này đúng là không bình yên tí nào hết. Cố gắng đập một em trước đi. Oh yeah, máu chúng ta bắt đầu hồi phục lên rồi nè. Triệu hồi danh tướng liền, cô gái của anh đâu? Và đây, cô gái của anh đây, cô gái của anh đã ra rồi. Wow, cô gái của anh ra là dập chết một thằng. Mày hả bởi? Cầu thủ đá banh hả bé? Bé biết có nhân quả không? Bé quýnh anh đó là sẽ quả đến liền. Quả này là quả banh luôn. Ô, căng vậy. Trời ơi, nó quýnh mình bé tắt thở luôn các bạn ơi. Quýnh gì mà kinh thế không biết. Đập nó luôn, lên giáp cho con trâu liền. Ồ, chúng ta được tăng máu rồi. Đúng là quái thú. Quái thú trở lại với cái sự búp máu rất là kinh khủng. Ồ yeah, cô gái 1m52 tắt thở luôn rồi. Một em lên đường, bây giờ chỉ còn lại một em thôi.
hai con của mình máu nó tụt hết trơn luôn. U nó triệu hồi ra một cái con, rồi là cái con giống như là cầu thủ đó chụp banh vậy, nhìn rất là hài luôn. Vì cần búp năng lượng lên. Ồ nó bị trừ đam, trừ này là trừ giáp nó chứ không dính vô máu nó luôn đấy, rất là bá đạo luôn. Mày hả bởi, giữ bình tĩnh xem nào. Bây giờ tới con ma mốt rồi, đây tới cái con quái vật xanh của mình. Wow, quái vật xanh đang chơi với cầu thủ đá banh rồi. Xong bây giờ hai thành viên này phải đối chọi với ba thành viên nữa sao? Ô nữa à, thời ở cái đội bóng này mà sao nó chín đứa ghê vậy, căng không giỡn được. Siêu trâu đã bị hạ gục mất rồi. Ôi một chơi ba không vui các bạn ơi, thời ơi sút knock out mình luôn đấy. Ơ cái vụ này nó quá là căng thẳng luôn. U hên quá chúng ta thiệt chiêu được đam nè, 3000 mấy. Bớt giỡn đừng có mít giùm cái, thời ơi nó mít kìa, nó mít mà mình thấy thương luôn ấy. Không ổn rồi đại dương ơi, máu đang tụt như phim Hồng Kông luôn kìa. Sao mình nó mít rồi lấy gì giảm đam ta? Cái vụ này căng thẳng quá, cái gì đâu mà nó được quýnh hoài thế. Thôi giờ nó quýnh mình chết luôn đi, chứ cái gì đâu mà nó tăng lượt đánh cho nó không à. Thời ơi nó sút hoài luôn kìa các bạn ơi. Chơi mình luôn đi chứ chơi kiểu gì kỳ vậy. Oh my god, giờ máu mình còn có nhiêu đây thôi. Bất chấp mọi cách xúc nó luôn. Mày hả bởi. Wow, được cộng thêm 9000 máu các bạn ơi. Một em lên đường rồi, bây giờ còn hai em. Cố lên nào quái thú, chỉ còn lại một mình con quái vật này còn sống thôi, còn mấy con kia chết hết rồi. Một cái hiện trạng rung tim đang được diễn ra. Mình búp năng lượng mình không đánh nó luôn mà tụi nó quýnh mình hoài. Cái chiêu của mình nó thì bị mít mới đau. Cái chiêu mình mà không bị mít là tụi nó thê thảm với mình rồi. Cái gì đâu mà tụi nó được đánh hoài luôn ấy. Làm như nó tăng lực đánh cho tụi nó hay sao ấy. Rồi xong mày hả bưởi. Giật đam liền. Trừ 20% đam rồi, cái gì nó được quánh miết luôn cơ. Rồi nó bị đau chân rồi nó tự chết luôn. Cái này nó đúng hài luôn ấy. Nó tự quýnh mình giống như là nó tự đánh, nó được lượt đánh, thêm lượt đánh rồi xong nó tự chết luôn. Rất là bó tay thiệt, không thể tin được. Không thể tin được có những cái cầu thủ đá banh đá người ta xong tự lăn ra chết. Quá hại não luôn. Lần đầu tiên mình bất gặp một cái đội banh như vậy. Nó đè nó quánh, nó giành đá liên tục luôn, nó đá liên hoàn xong tự nó chết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái gì nữa đây, cái đội hình như thế nào đây. Và các bạn xem video đừng quên cho mình một like ủng hộ nha. Còn ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng cho một đăng ký luôn. Anh không thể tin được là hôm nay anh lại gặp một cái con quái vật. Wow, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 13. Người ta nói là một ngày đen tối rồi. Và anh đang gặp ba con quái vật đen xì lì ở đây luôn. Action, cuộc chiến vẫn xin được phép bắt đầu. Và bây giờ mọi người hãy cùng nhau theo dõi khả năng của những con quái vật nhỏ này. Wow, cô gái 1m52 của chúng ta gần banh xác rồi. Lượng máu chỉ còn là 1000 mấy thôi. Cái gì 17000? Trời ơi. Oh my god. Không quýnh con trùm nổi luôn á. Cảm nhận sức mạnh đến từ lòng bàn tay hay là lòng bàn chân gì không biết. Nhưng mà anh cảm thấy đó là cái tem này nó rất là ghê gớm luôn. Ba em cùng một lúc nào, lãnh sát thương đi chứ. Ồ mít luôn mới ghê đó chứ. Ồ mà quýnh mình mít rồi. Tự giật độc tự chết luôn. Wow. Ơ nó triệu hồi lại cơ. Không thể tin được. Chết rồi các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ dập bớt con mình kia. Mày hả bưởi, triệu hồi không lẽ chú triệu hồi hoài. Anh không tin chú triệu hồi hoài được. Chúng ta quýnh cái này cái đi. Đó, tăng giáp lên cho con trâu nè. Khi này con trâu nó sẽ rất là mạnh. Anh ta quýnh con quái này đi. Giật độc nó. Máu nó cao quá mà. Nó đúng rồi. Ím ba la cà nai xí mụi cho nó bị giật bớt. Thời ơi nó búp nữa cơ. Cái gì kinh vậy. Rồi chết ngắt rồi. Và bây giờ tới chú trâu của chúng ta quýnh văng giáp con trâu rồi. Chuyện gì đang diễn ra ở khu vực này thế? Lượng sát thương gây ra từ tem bản quá cao. Oh my god. Mình nghĩ bây giờ là quýnh rồi là bất chấp thôi.
quýnh hai con này nó triệu hồi hoài, sống vậy hoài cũng vậy. Giờ mình đèo mình đập cái con à. Đúng rồi, xúc nào, tuyệt chiêu của quái vật xanh. Yeah, quái vật xanh lưỡi hái tử thần nó bắt đầu xuất hiện. Cái gì vậy nè, chết ngắt thằng nhỏ luôn rồi. Đúng rồi, giật đi, giật đa một miếng nữa cho nó banh luôn. Trời ơi, nó vẫn không banh các bạn à. Oh my god. Oh, cái này chúng ta phải đối phó thì sao đây, thấy căng thế không biết. Bây giờ là tới lưỡi hái tử thần hả? Triệu hồi danh tướng gì không biết. Bây giờ chúng ta sẽ xài chiêu ấm ba la cana xíu muội. Giật độc, tự giật tự banh đi chứ anh không quýnh nữa. Anh mệt với mấy chú lắm rồi. Yeah, cuối cùng quái vật xanh của chúng ta vẫn còn sống. Sau bao nhiêu biến cố, bao nhiêu gọi là thăng trầm khổ ải thì cuối cùng là quái vật xanh vẫn là một trong những anh đại. Wow, chúng ta leo tới cửa 121 rồi đây. Cửa này chúng ta sẽ gặp những cái con quái vật mới, đồng nghĩa là thử thách mới và chiến thắng mới. Ok. Ở cái con chùm này level 71 luôn hả ta? Lầy lội vậy luôn á. Cô gái mét 52 của chúng ta đầu tiên sẽ ra chiều và mình thấy đó là quất con nào, quất con bên đây đi. Quýnh con bên đây được 4.000, còn con kia được có 2.000 thôi. Mình xem có cái chiêu nào mình được đam không. 3.000 mấy à. Ở mình đè mình đập cái con ở giữa luôn đi. Oh yeah, quýnh ba em cùng một lúc, đó là một cái khoái khẩu luôn. Một em lên đường. Đó, bây giờ nó quýnh cô gái mét 52 của mình các bạn à. Nó đang ảo tưởng về khả năng của nó. Cô gái mét 52 là một cái cô bé rất là dễ thương và sức mạnh không hề thua kém bất kỳ con nào. Tấn công nào, tạo ra một cái quả cầu hình trái đất. Cô bé đã triệu hồi thành công khỉ con. Dập cái con quái đầu đàn trước nè. Ok, bây giờ chúng ta hạ cái con này luôn đi. Tốc độ thần thánh liền. Ồ, dường như chiến thắng khá là nhẹ nhàng đúng không nào. Ô, mém được 3 sao luôn kìa. Được 3 sao chắc chúng ta phải có được cái món quà gì đó hấp dẫn chứ. Leo cái này mình thấy rất là vui. Vì mỗi màn là một cái thử thách rất là mới luôn. Mà mình không biết, thật sự là mình không biết là chúng ta có thể giành chiến thắng hay không. Vì càng leo lên cao là nó càng khó các bạn, không dễ dàng như xưa. Đây, cỡ này là giống như là 3 con 77 nè. Ủa, 71 chứ. 3 con level 71. Và chúng ta lần này phải đối chọi với 3 con hàng khủng này. Bật chế độ sinh tồn lên và HNT sẽ cố gắng chiến đấu tới giọt máu cuối cùng cho các bạn xem. Wow, đã xuất hiện đầy đủ. Và bây giờ sao hai con hai bên lúc nào nó cũng được đam cao thế. Vậy tính ra hai con hai bên nó sẽ yếu hơn con ở chính giữa. Vậy mình quyết định mình, mặc dù không có đam với con chính giữa, nhưng mà mình quyết định mình đập nó luôn. Mày hả, bởi nó bị chón rồi. Đập con phát nó bị chón các bạn à. Oh yeah. Oh, bàn tay ma thật thợ nó tán của gái mét 52. Quái thú xanh của mình đang bị tấn công. Chuyện gì vậy hả mấy chú? Tại sao mấy chú lại phái quýnh anh thế? Anh là quái vật màu xanh thôi mà. Màu xanh như cái bánh canh. Wow, khỉ con lao tới với một cú đấm đã hạ gục được cái con ở trong cái nồi. Ôi, nó chui ở dưới đất các bạn à. Con này có khả năng dùng cái tay chui xuống đất. Chiêu này là tăng giáp, mà tăng giáp cho một mình nó à. Nó phải tăng giáp cho cả ba con là quá ngon luôn á. Này, nó tăng giáp cho mình nó à. Cái chiêu này không có vui cho lắm. Ok, đây chiêu là bơm máu à. Chúng ta chưa cần phải tới cái xài tới cái bơm máu đâu. Mình thấy mình bự, mình trâu rồi mà đâu cần phải bơm máu đâu, vẫn sống được. Oh, nó còn 1.800 các bạn à. Như vậy thì trận này chúng ta có thể vượt qua khá là ngon cơm rồi chứ hả. Victory. Yeah, rất là đã luôn. Cảm giác mà vượt qua được một cái cửa như chúng ta vượt qua được một cái thử thách vậy. Mình đang ở level 34 luôn. Và clan của chúng ta hiện tại đang phát triển rất là thú vị.
Nó đang trong cái cuộc đua rất là gay cấn, và anh em nào trong clan hãy cố gắng nha. Xem nào, chúng ta lên tới 123 luôn nè. Level 123, trong khi những con quái mình nó mới có level 50. Wow, cái này là có hai cửa. World 1, World 2 này các bạn. Wow, nhìn thấy những con quái rồi, khá là đẹp luôn. 10.000 máu à. Ok, với cô gái mét 52 thì chúng ta không có bị giảm sát thương cho nên khá là mạnh. 2.100 vẫn là cái thiệt chiêu của chú ấy. Chú ấy quýnh chỉ có 2.100 thôi, nhưng mà ba con là lên được khoảng 6.000 đấy. Còn cái chiêu này là như các bạn biết, là vừa yếm bùa cà na xí muội từ lừa hột dưa luôn. Giảm đam trừ đam con nhỏ. Ờ, nó tăng giáp luôn cơ. Lầy lội vậy luôn đấy. Tem bạn đang cố gắng để chế độ thủ các bạn à. Ô, nó bật chế độ công luôn cơ. Một cái trái banh vừa được lăn ra, nó lăn trúng ba cái luôn. Một trái bi này rất là lợi hại. Ok, lợi hại hả bé. Khỉ con lao tới, đục vô mặt một cái. Khỉ con có khả năng đục rất là tốt luôn. Chú rất tốt và anh rất tiếc. Yeah. Cái này là cái chiêu bơm máu của mình mà. Mình xử trước một con trước cái đi. Còn cái con kia là để cho từ từ. Nó đam nó tự bị giật luôn. Ôi, nó bật chế độ sinh tồn lên nữa rồi kìa. Cái chế độ này vì sao người ta gọi là chế độ sinh tồn? Vì chế độ này là nó thủ. Nó tăng giáp lên. Nó tăng giáp lên cho nó không bị quánh các bạn. Và đây là hiệp số 2. Hiệp này chúng ta phải đối phó với ba con quái như thế nào đây? Ô, nó cầm hàng khủng kìa. Nó cầm nguyên một cái cây gì. Wow, toàn là những con đẹp không luôn. Mà rất tiếc nó không phải là con cấp L. Mấy con này chắc là có con cấp gì đấy. Ồ, chúng ta được đam nè. Con nào được đam là mình đè mình đập trước. Đơn giản là quýnh nhà giảm, giảm bên tem bạn là chúng ta sẽ lời. Vì đơn giản thôi. Bây giờ không biết xài cái chiêu gì luôn. Bơm năng lượng lên. Đúng rồi. Wow, cô gái mét 52 bị dập bánh sát rồi. Ồ, tem bạn rất là nhanh đã trợ đưa cái cục diện về cái trạng thái. Đưa về cái trạng thái gọi là cân bằng. Đẩy quái vật thể hiện bản lĩnh của mình bằng thiệt chiêu yếm bùa. Wow, cái bùa của chú ấy khá là lợi hại. Ồ, nó tăng cái gì vậy? Nó bật chế độ sinh tồn lên nữa rồi, tăng giáp rồi các bạn à. Ồ, nó lấy cái rìu hay cái bố gì nó gõ mình. Sát thương gây ra như vậy là chưa đủ. Đây, sát thương thật sự của con trâu của mình. Thử xúc lẹ tốc độ luôn coi nào. Bốc hơi nhanh chóng. Victory đã thêm một chiến thắng nữa. Wow. Rồi khi mà mình chờ cho cái kia nó ra là chúng ta có thể nâng cái con quái vật xanh của mình lên level. Và khi mà nó được lên level thì nó sẽ rất là mạnh luôn. Ok, chúng ta leo tới cửa tới 24 và hết leo được nữa luôn rồi. Đây, chúng ta sẽ đi thu hoạch vàng phụ anh em coi nào. Mình đi kêu gọi thu hoạch vàng mà không biết có ai thu hoạch không nữa. Ờ, 800k thì đâu, nó tính ra cũng đâu có nhiều lắm đâu ta. Wow, đây có mấy con cấp L rất là đẹp luôn. Mà độ mạnh yếu của nó thì mình không có rõ cho lắm. Thì test mới biết. Ồ, ở đây có một cái con này nhìn khá là đẹp nè. Giống như siêu nhân vậy các bạn. Rồi thức ăn này mình để chờ khi event là mình sẽ... Khi nào mà có điểm mà nó kêu là hãy thu hoạch thức ăn thì mình sẽ ra mình thu hoạch. Wow, chúng ta đã bước qua một cái màn mới. Ồ, anh em nhanh quá. Anh em đẩy một phát một lên tới đây luôn rồi. Thu hoạch 22m gold. Tất cả member thu hoạch 22m. Ồ, Fish member 5 level 3. Anh em làm nhanh vậy. Bây giờ còn thu hoạch thức ăn hơi lên 22m. Cố lên. Anh em trong clan. Ồ, vậy rồi luôn hả? Sao nhanh vậy? Không thể tin được anh em làm với tốc độ chóng mặt mà mình còn cảm thấy rất là bất ngờ luôn. Multiplay
3 member win 1 multiplayer battle. Ok. Vô multiplayer win các bạn à. Tốc độ. Anh em làm nhiệm vụ nhanh lắm cho nên chúng ta mà chậm một cái là sẽ làm không kịp với anh em luôn á. Đây. Action liền luôn. Trời ơi. Anh em làm tốc độ mà HNT cảm thấy chóng mặt. Mình ngồi mình coi có chút xíu thôi mà không thể tin được. Quất lẹ luôn coi nào. Tí ngồi chạy ra xong cái nhiệm vụ nữa là biết lắm. Làm như phim gì. Wow, và bây giờ chúng ta đẩy luôn cái cô bé này coi nào. Tốc hành luôn. Oh yeah. Rồi xong. Nhanh nhanh xíu coi nào. Đang trong cái giai đoạn là gây cấn mà không cần quay vô. Mình đập cho 3 trận liên tiếp luôn. Ok. Hàng gì à, vậy mình mới biết tại sao mà điểm trong clan nó lên như phim vậy. Mấy cậu giờ có chút xíu thôi mà đã nhảy lên rất là nhanh. Tấn công nào cô gái mét 52 chọt tốc độ. Ồ, rồi tới con trâu. Tiếp theo là tới đây 3000 mấy điểm. Rồi xong. Multiplay chiến đấu trong chế độ sinh tồn. Rồi xong, bỏ qua luôn. Quất thêm phát nữa. Nhanh gọn lẹ. Tốc độ. Fish. Ok, gọi là cái máy nó lót không kịp với tốc độ mình bấm luôn. Thấy ghê chưa? Không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy gọi là mình bấm nhanh tới mức mà cái máy nó bấm không kịp với mình luôn ấy. Nhìn lên nhìn lên. Tí chạy ra coi còn không? Mình đoán mình chạy ra thế nào chắc anh em cũng làm xong hay là xong hết trơn rồi. Ok xong. Nhảy ra luôn. Không thèm quay luôn. Đây các bạn coi nè. Mới nhắm mắt mở mắt ra là xong. Coi nào vô nhảy coi cái coi. Làm gì mà nó lót coi là. Thấy chưa mình biết mà. 3 member win 1 multiplay. Tốc độ luôn mà. Bây giờ là thể cái gì đây. Tất cả member most 15 motor. Like. Ồ mới đây là 6 rồi. Đi vô like rồng cấp C liền. Like con rồng cấp C. Anh em làm gọi là nhanh quá. Anh không có đỡ kịp luôn. Ồ cái con này nó ra luôn rồi hả. Khổ vậy. Ồ, muốn nâng thêm một cái chỗ nữa tốn 100 game luôn ấy. Ok, và các bạn xem video đừng quên để cho HNT một like và một chia sẻ video qua Facebook nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng bấm đăng ký và mở thông báo kênh lên nha mọi người. Ok. À, đừng quên để lại một like nha. Rất cảm ơn các bạn luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.